Em thân Mỹ Hạnh, nghe con nghe được Phật tuyên truyền thế trong kinh Địa Tạng sẵn nói về những sự không thể thiếu nhị phần của Đại Thánh Địa Tạng, con xin thâm cảm động và chân thành một lòng một dạ. Nay đổi trưởng Đại Thánh Địa Tạng, con xin được Phật nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đời trình chí kiến tạng dùng được từ nay. Những cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời chỉ chí sự quý y như tự mơ này. Con nguyện đến tạng dùng đời từ nay những đến ngày con thành Phật. Đời đời kỳ kỳ con những người sẽ nhìn trong ngàn phía tiền sản vật dữ dội chúng cho hệ thải tất cả chuyện xoay ngọn như thế này và quý ý này. Hầu nhìn cho tất cả chuyện xoay ngọn được hội được trời. Đại thần địa bản có những môn ngày được lòng mộ từ đại bí thư sở mà chứng minh cho sự quý ý của lễ nguyện này của con. Khiến con đời đời kỳ kỳ được không bao giờ quên mặt. Hiện nay con là thần phố ngu si vô trị người chuyển sang hàng phởi mong đại thải chủ lòng từ lý thứ sợ con cùng hế thải mua nội cũng sang mà ra bộ cho con cùng hế thải mua nội cũng sang nghề được pháp lại mọi chuyện như ý chỉ hiện mọi mắt mọi việc chuyển thải đều tư trường mong là từ bổ thân thiên tịnh tôn trảo rồi giờ sẽ mơ thành phật lý sinh tử thành đạo bồ đề. Nam mô địa tạng phước bồ tát ma ha thật. Nam mô địa tạng bồ tát ma ha thật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Thật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Phổ Nguyện, danh hiệu của địa mục phẩm thứ năm của Hiền Thái Thoại. Lúc đó ngài phổ hiền Bồ Tát thương cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thương nhân giả, xin ngài vì trời rồng mà bộ phận tất cả chúng sanh ở hiện tại. Cùng vị lai mà nói sẽ hiểu tội nhận địa ngục là sự thọ bảo của hạ chúng sanh nhiều tội khổ phẩm trong quả ta và cùng thuyết phù đề này và nói những sự từ bỏ nó không này làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp từ sau này đi sợ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đặt rằng: Thế nhân giả, nên tôi luôn luôn thành của đức Phật từ nói lực của ngài mà nói sẽ hiểu của địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo sẽ hiểu của địa ngục. Thưa như giả, phương đông của nhiếp phù đề có dãy núi tên là Thiệt Phi, dãy núi đỏ tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Sản, lại có địa ngục tên là Đại Ác Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Sát, lại có địa ngục tên là Phi Đô, lại có địa ngục tên là Đa Tịnh, lại có địa ngục tên là Giác Sơn, lại có địa ngục tên là Thanh Thương, lại có địa ngục tên là Phía Xa, lại có địa ngục tên là Phía Sàn, lại có địa ngục tên là Phía Nhu, lại có địa ngục tên là Phía Y, lại có địa ngục tên là Phía Nhẫn, lại có địa ngục tên là Phía Quân, lại có địa ngục tên là Sơn Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Hữu Hỏa, lại có địa ngục tên là Cánh Thiệt, lại có địa ngục tên là Hỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiết Dược, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Lụng, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi phía phi có những địa ngục như thế nhiều vô lượng. Hạn đã có địa ngục Tiểu Án, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phản Liếu, địa ngục Đồng Xóa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưng, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàn, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ương, địa ngục Cứ Nhai, địa ngục Hỏa Kỳ, địa ngục Ấm Huyệt, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cược, địa ngục Đảo Thiết, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa La, những địa ngục như thế. Trong mỗi ngục lớn là có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn nhãn lý. Trong nghìn trong số đó giới thiệu đặc chẳng đồng nhau, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Tuy nhiên giả, đó đều là do chúng sanh có khoảng sức phù đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm theo những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể soi thuyền biển cả, có thể đợi thấy. Vì thế chúng sanh phải thấy dù quả nhỏ mà cho là không tội, sau khi tự nhiên có quả báo nhờ đến mãi mũi đều phải chịu lai. Chỉ thân như cha với con, mỗi người cũng khác nhiệt của mình mà đi học đường. Nhiều cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi như ngôi nhẹt của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tặng nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Giờ từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi. Nghe tôi những nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh
Trong lời mật Phật sau này mới được thừa nhận của nhân giả ngoài những cái hiểu về lễ pháp của Phật. Tự báo trong niệm mục ngoài địa tạng Bồ Tát nói rằng thế nhân giả, những sự tự báo trong chỗ niệm mục như vậy, hoặc có niệm mục những người tội ra mà giao thâu cả trên đó, hoặc có địa ngục nói với người tội để giáo hóa hủy giặc số ăn, hoặc có địa ngục và nhiều số sừng sụp hoặc thân người tội, hoặc có địa ngục đục một lần trở đỏ về mắt người tội ốm lấy, hoặc có địa ngục sừng người lưỡi lớn quay thật tròn người tội, hoặc có địa ngục tròn thả thường là ban giả, hoặc có địa ngục đầy vô hạn vô đường phận tiểu, hoặc có địa ngục lâu nhớ trong sạch, hoặc địa ngục nhân chứ nhiều gió lửa, hoặc có địa ngục chỉ được tay lớn, hoặc có địa ngục dưới lối chân tay, hoặc có địa ngục cho rằng sạch lãng thẳng, hoặc có địa ngục số lũ cho sạch, hoặc có địa ngục đó là thừa sạch. Nhân giả nhẹ quả nói như thế cho mỗi mỗi ngục có các nghiệp thế chỉ tự thành hình đều là bằng đồng, bằng sạch, bằng đá, bằng lửa, cũng là khi phụ này có hành nghiệp quái của các chúng sanh mà cả người ra. Nếu thế Phật rõ cả những sự về tự báo ở địa ngục, thần trong mỗi ngục lại còn có trách nhiệm hơi khổ sở, cũng chỉ là nhiều ngục nói tôi như sự khó khăn của Đức Phật và dụ nhân giả. Hỏi mà nói sơ lược như thế để nói rõ ra cả thời nói cũng không hề. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.